Nơi thầy Minh Tuệ đang ẩn tu là một vùng đất rất là tâm linh. Hiện tại là ở đây thì một làng ngờ thì có cái làng đúc đồng mọi người. Đó. Ngờ đúc tượng Phật nè và chuông và những pho tượng phía trước màn hình mà mọi người xem nè. Xíu nữa thì Lộc sẽ đi ra về sau để quay trực tiếp những anh ở phía sau đúc đồng để mọi người xem ha. Ở đằng đây thì có những pho tượng đồng rất là lớn luôn mọi người. Những pho tượng mà đúc bằng thạch cao nè. Cơ sở đúc đồng, cơ sở đúc gang, đồng, nhôm, Đắc An. Ở bên đây thì có những pho tượng làm bằng đồng đã xong rồi mọi người. Chuẩn bị để giao cho chùa. Đây là gồm có hai pho tượng, mà một pho tượng là Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát và Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây có một cái chuông rất là lớn luôn mọi người. Đây, một cái chuông đồng rất là to luôn. Cũng để chuẩn bị là làm xong hết rồi mọi người, để chuẩn bị giao cho chùa. Xong rồi, này tượng đồng là chuông đồng mà làm xong hết rồi. Vậy cho em hỏi là như cái chuông này là mà mình bao nhiêu tấn vậy? Một tấn. Một tấn hả? Như một cái tượng Mẹ Quan Âm là bao nhiêu? Không biết nữa. Ông về chủ đang đi đây. Dạ. Thì không biết nữa. Này mình đúc một bên là mình dùng mình bột mình đúc ra tượng một tấn vậy đúng không chị? Cái này là tượng xi măng bằng khuôn. À, xi măng bằng khuôn. Đổ ra thành đồng như vậy á. Dạ. À, đúc xi măng bằng khuôn xong mới đổ ra thành đồng những cái tượng đồng đó nha mọi người. Đây rất là nhiều pho tượng nè. Tại về đây về cái cơ sở đây chuyên đúc chuông đồng và tượng rất là nhiều luôn. Đó, ở đây phía sau đây thì mấy anh cũng đang làm đúc chuông này mọi người. Cái gì ra phía sau đây thì hơi ồn nên cái gì mọi người thông cảm nha. Hiện tại là người dân ở trong xưởng đang công nhân đang trong xưởng đang làm rồi nên rất là ồn luôn. Ở phía trước thì có những bao than nè. Đó, mấy anh cũng đang bắt đầu làm nè. Nơi vùng đất đây thì rất là nhiều cơ sở để làm những cái tượng Phật nè mọi người và những chuông nè. Tại vì máy đang nổ mọi người rất là ồn luôn nên không có nghe được gì mọi người. Đây, để Lộc quay cho người xem ha. Đây có những cái khuôn nè. Đã làm xong hết rồi nè. Mấy ông anh đây làm chắc cũng đây rồi cũng lâu lắm rồi mọi người. Rất là nhiều đồng luôn. Mọi người thấy không? Đây là những đồng để mấy anh bỏ lên đó thì mấy anh đốt cháy ra tan ra thì mấy anh mới đúc được rồi. Hiện tại Lộc đang đứng gần cái lò nên rất là nóng luôn. Đó. Đổ ra, đợi là quay lại bên đây để cho quay cho mọi người xem ha. Wow. Ngờ thì làm thấy là làm Lộc thấy là rất là vất vả mọi người. Tại vì rất là đứng gần là cái lò nó cảm giác rất là nóng. Wow, đứng lên ơi. Wow, cẩn thận. Lộc thấy là các chú ở trong đây thì làm rất là cực lực mọi người. Đó, thấy mọi người thấy không? Đây là quy trình đổ ra những tượng Phật và những chuông đồng nha. Các chú này cũng đang làm này. Nóng quá em chú ha. Quá trời nóng luôn á. Chú làm đây lâu chưa? 20 năm rồi. 20 năm hả? Dạ. Chú này làm cũng lâu lắm rồi mọi người. Mày con đứng, con thấy đứng ở sát đây thì rất là nóng luôn chú ha. Nóng cực kỳ luôn. Ở mình đây là chuyên đúc đồng không hả chú ha?
Chiêng Bắc Đồng. Dạ, Chiêng Bắc Đồng. Dạ, Cuông Bà Tượng. Dạ. Thường thường là tất cả ở chùa thì hay đặt ở mình đây mình làm không chú? Đúng rồi. Dạ. Mình có bán ở chỗ vùng sâu và ở nơi khác xe bán toàn quốc. Bán toàn quốc luôn. Đi làm toàn quốc luôn. Dạ. Vậy là xưởng đúc đồng mình ở đây thì cũng rất là lớn nên thì được bán nó toàn quốc luôn mọi người. Ngày nào mình cũng làm đây anh chú. Thì nơi nào cũng làm khuôn nhưng mà đất thì tùy thuộc vào được là bao nhiêu ngày là mình đúc chú. Ở trong có cài là còn tùy thuộc vào đường hàng nhiều vậy. Dạ. Còn sống thì còn báo đường hai đất nữa. Về bốn ngày lúc bữa. Dạ. Là mình đổ vô cái khuôn kia đúng không chú? Đổ khuôn ở dưới không? Dạ. Dạ. Chú này làm 20 năm rồi mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ đi quay bên đây thì sẽ quay bên như chủ quy trình ở lúc đầu để mọi người xem ha. Hiện tại là Lộc đang đứng gần chỗ đúc đồng nên rất là nóng luôn. Nơi đây thì vùng đất nơi thầy Minh Tuệ đang ẩn tu rất là tâm linh luôn. Ở phía sau đây là toàn là núi thôi mọi người, núi té không à. Đây là ngọn núi là ở phía sau thì thầy Minh Tuệ đang ẩn tu mọi người. Ở đây thì người dân ở địa phương thì đúc có những là tượng Phật nè, đó là quay những tượng Phật để cho mọi người xem ha. Làm khuôn trước sau đó thì mới đúc ra khuôn đồng mọi người. Đó mới đổ đồng. Đây có những pho tượng nè. Tại vì người công nhân mấy chú công nhân đang hoạt động để làm người nên lọc tối không có được. Rất là ồn luôn mọi người. Hiện tại là mấy chú cũng cảm thấy là đang xúc két xuống nè để chuẩn bị để đổ nè. Wow, đứng ở đây thì nóng cực kỳ luôn. Đông gì em? Dạ. Đông nào đông gì? Dạ, cái con là Lộc với lắp tivi chú. À, Lộc với lắp đó hả? Dạ. Chú làm bấy lâu chưa? Hả? Chú làm bấy lâu chưa? Lâu rồi. Được mấy chục năm rồi chú? 3 năm. 3 năm hả? Dạ. Ngày nào chú cũng làm ở đây luôn. Dạ. Giờ mình đổ đồng là chừng nào mà mình đổ xuống khuôn hả chú? Đổ 2 tiếng nữa. 2 tiếng rồi, 2 tiếng nữa mới đổ. Chờ nấu tan chảy rồi mình mới đổ luôn chú. Dạ. Chú có hay xem kênh con không? Dạ, có chứ. Dạ, dạ, cảm ơn chú. Tại Lộc đang đứng ở chỗ xưởng đúc đồng nhưng rất là nóng luôn mọi người. Cái lên thì bây giờ mình lắp két xuống là mình đỡ mình đổ luôn chú. Đúng rồi, dạ. Để đúng khuôn. Dạ. Chú người dân địa phương ngay luôn hồ hay là ở xe tới? Ở trên nó đang á, ở trên nó đang ra đó. Dạ. Chú sửa được cái nằm ngoài này, nằm cấp cố đâu rồi. Dạ, đúng rồi, xưởng này mình làm pha hồn với lại mình đúc đồng rồi, mình phải cách xe làng ra chú à. Dạ, dạ, dạ. Giờ là chú đã, mấy chú đang nấu đồng mọi người. Đang nấu lên sao chú ta đã chèn chảy ra xong mình mới đổ xuống khuôn. Đây là mình đúc tượng hay là mình đúc tượng Phật ở bên trước đó chú? Dạ. Dạ 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 dạ. Này lát mình đổ chúng mình đó. Dạ. Mình bán các tỉnh nó xe luôn chú. Hả? Ở đây mình bán các tỉnh nó xe luôn hả? Đúng rồi, là các tỉnh hết. Dạ. Đặt làm không mà không có bán. Dạ, đặt làm không à. Cứ ai đặt là mình làm thôi. Cầu không à. Dạ dạ dạ. Dạ cảm ơn chú. Dạ. Cứ có người đặt làm thì mấy chú bên trong xưởng thì mới làm mọi người. Ngày nào cũng có người đặt, cứ 3-4 ngày thì mới làm khuôn sau đó thì mới đổ. Tại là Lộc đang đứng gần một cái lò đã nấu mọi người nên rất là nóng luôn. Đây lò nấu đây.
xíu nữa thì sẽ đúc, 2 tiếng nữa sẽ đúc một tượng Phật A Di Đà mọi người. Ủa mình đổ than vô là đỡ cho sẽ đỡ làm gì chú? Làm mình nấu. À đỡ nấu về. Đúng 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 đó. Dạ dạ. Hiện tại là Lộc thấy rất là nhiều đồng luôn mọi người. Đây rất là nhiều đồng nè, để đổ nè. Ý là mấy chú đây làm ở đây thì rất là bất khỏe luôn. Nghe là làm đồng rất là nóng luôn mọi người. Lộc đứng được khá một hồ hộp luôn rồi. Máy đang nổ rất là ồn luôn mọi người. Đang nấu tầm khoảng với 2 tiếng nữa thì mới nấu mọi người. Bây giờ thì Lộc sẽ đi ra lại phía trước nha. Hiện tại là rất là nóng luôn. Làm người này cũng thấy khổ quá kìa chú ha. Dạ thấy nóng quá trời luôn à. Dạ con đứng còn một xíu mà nóng chịu không nổi luôn à. Ngày nào các chú cũng làm người, các chú thì làm cũng để tầm khoảng để các chú thì làm 30 mấy năm, các chú thì làm 20 mấy năm, làm rất là lâu rồi mọi người. Đây có những pho tượng Phật bên đây thì Phật A Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát và Mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát và một cái chuông đồng một tấn mọi người. Đó. Đây là chuẩn bị để giao cho ở chùa. Dạ cũng quay. Dạ không, cũng quay xuống đúc đồng ha. Bên đây các sư để cho. Dạ không, có hai sư Tịnh Quang và sư Tịnh Độ. Dạ. Dạ, thì mình thì ở trên núi xuống ngủ đó cô. Cô ở đây luôn hả? Dạ, xuống với cô. Dạ. Xuống mình hoạt động chắc cũng lâu lắm hả cô ha? Hả? Xuống mình hoạt động chắc cũng lâu lắm hả? Mấy năm ở đây, còn hồi kia là ở trong kia. Hồi kia là ở đâu cô? Hồi kia ở Hải Thanh á. Dạ. Trong chọc quế, trong đây này. Dạ. Cô thấy nghe con cái chú kia làm ở đây tầm bê mấy năm không à? Bê mấy năm này, hồi đó làm trong đó, trong đây dạ. Này. Trong đây nó rộng hơn. Dạ. Cái này như là mình thường thường là... Dạ. Dạ dạ. Ở phía sau đây thì một vách núi mọi người. Từ xưởng đúc đồng Đắc An. Chuyên đúc tượng đồng. Đây tên xưởng nè mọi người. Mọi người có ở các nơi thì muốn liên hệ đúc tượng đồng và chuông đồng chỗ cơ sở Đắc An. Ở đây thì Lộc không có quảng cáo gì hết nha mọi người. Địa chỉ là thôn Tân Thành, xã Vĩnh Phương. Số điện thoại là 0914 05 B 803. Đó nên mọi người có muốn đặt thì cứ liên hệ qua số điện thoại này nha. Bên đây thì Lộc cũng có thấy những cái pho tượng nè mọi người. Để cho mỗi như cái chuông này là bao nhiêu tấn đó ta? Một tấn luôn chị. Wow. Cái chuông này một tấn mọi người. Cũng chưa hoàn thành xong. Hiện tại là đang chờ xử lý mọi người. Chuông rất là to luôn. Xưởng thì đang hoạt động phía sau nên rất là ồn mọi người. Mà sao? Bây giờ thì Lộc chắc cũng xin kết thúc video mọi người. Đó, Lộc đi về. Hẹn mọi người những video tiếp theo vào ngày mai nha. Xin chào tất cả mọi người nha.